Hôm qua, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương đã đến thăm chúc sức khỏe đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại đây, đồng chí Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, tỉnh Bình Dương đang cần có nhiều hơn nữa những trí thức, lao động có trình độ, có tâm, đức, có kỹ năng và bản lĩnh hội nhập. Chính vì vậy, giáo dục đào tạo có vai trò quan trọng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ này, phải tiếp tục triển khai mạnh mẽ các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của ngành để tiếp tục đổi mới, quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy các thành tựu, cố gắng hơn nữa, nỗ lực và tâm huyết hơn nữa để dấy lên phong trào thi đua mới trong giảng dạy và học tập theo hướng chất lượng, hiệu quả, toàn diện. Thay mặt đoàn, Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương, kính chúc sức khỏe đồng chí Nguyễn Minh Triết và gia đình, trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm của đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dành cho ngành giáo dục tỉnh Bình Dương, đồng thời bày tỏ sự quyết tâm sẽ tiếp tục không ngừng phấn đấu, mở rộng hệ thống quy mô, mạng lưới giáo dục đào tạo, cũng như việc ứng dụng khoa học công nghệ trong giảng dạy và học tập để góp phần nâng cao dân trí, giáo dục công dân, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa của tỉnh Bình Dương và cả nước.